tôi xin thay mặt ban tổ chức thông qua thể lệ thi đấu như sau. Bên nào gõ chuông trước trả lời đúng thì được 1 điểm. Còn trả lời ngu thì bị trừ 1 điểm. Thầy nói hai đội nghe rõ chưa? Chúng tôi đâu có biết. Ê, mày ngu định tỏ ra nguy hiểm nha mày. Được. Câu hỏi số 1, nêu 4 câu thành ngữ bắt đầu bằng chữ muốn. Ê, nè. Mời gái sinh. Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái, muốn đái cởi quần. Trả lời chính xác, tìm gái sinh được 1 điểm. Mày cũng biết mày ngu. Câu số 2, mỗi buổi sáng huấn luyện viên bắt hàng xèo cho U23 Việt Nam ăn cái gì? Ăn hủ tiếu siêu quách. À không, ăn cơm cháy chà bông. Sai rồi, mời team được lựa trả lời. Là ăn sáng. Trả lời chính xác, cộng 1 điểm. Trả lời quầy vốn gì mà cũng đúng sao, não tụi bay để chân cho vui hả? Trời ơi, cái thằng này đúng rồi, buổi sáng ăn sáng là đúng rồi. Không được xúc phạm ban tổ chẳng ý lộn ban tổ chức. Câu hỏi số 3, thầy cho các từ sau đây. Mày thầy làm đố nên không? Đố các em sắp xếp lại một câu thành ngữ. Mời gái sinh. Dạ, câu thành ngữ đó là làm thầy mày không nên đố. Sai rồi. Đúng quá rồi mà. Sai rồi, thiệt là vô lễ. Mời team được rửa. Câu sắp xếp đúng phải như là vậy nè. Thầy đố mày không nên làm. Trả lời chính xác. Quá này nha. Câu hỏi thứ 4, đây là một câu hỏi ngoại ngữ. Thầy biết hai đội đều học tiếng Anh rất giỏi, cho nên thầy đưa ra một câu tiếng Thái như sau. Sơm sơ quạt sơ kẹt, chọt chọt thọt chọt lọt cái sọt. Câu trên nghĩa là gì? Mời được rửa. À, nghĩa là đợi phù du còn ngu là phù mỏ. Sai rồi. Tao cho phù mỏ mới vậy, tài lanh. Mày biết không, tao có học tiếng Thái đâu mà biết. Đúng rồi, nghĩa là câu vừa rồi chính là tao có học tiếng Thái đâu mà biết. Chúc mừng đội gái sinh. Đúng rồi, thiên tài thiệt á. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng, đội nào trả lời đúng sẽ giành chiến thắng chung cuộc của ngày hôm nay. Câu hỏi của chúng tôi là loại mỹ phẩm nào được nhiều ca sĩ nổi tiếng tin dùng do ca sĩ Nhật Kim Anh sáng lập ra? Mỹ phẩm này có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhưng mà tên gì thì tôi quên mất tiêu rồi. Tên gì ta? Mời team gái sinh. Ê, mỹ phẩm này không chứa hóa chất nên sẽ không gây bào mòn cho da phải không? Là mỹ phẩm gì, nói nhanh đi chứ ướp ướp mở hoài vậy hả? Mỹ phẩm này có thấm nhanh vào sâu dưới lớp biểu bì phải không? Có chứ, nhờ vậy nên sẽ không gây nhờn và mụn cho da. Team gái sinh trả lời nhanh đi, tôi còn phải về sớm đi ăn sáng với U23 Việt Nam nữa. Nhanh đi em, anh còn phải đi chụp banh với Tiến Dũng nữa. Loại mỹ phẩm này chính là Laura Sunshine, website là laurasunshine.co phải không? Đúng không? Mỹ phẩm này sẽ mang đến một làn da mịn màng tươi trẻ chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, đó là Laura Sunshine. Yeah, ừ nhỏ, ui. Laura Sunshine cũng đang tuyển đại lý khách sĩ trên toàn quốc đó. Hay quá, cái xinh hay quá, tuyệt vời. Yeah.